Các bạn thân mến, thì sau khi mà thầy giảng cho các bạn sơ về cơ sở lý thuyết của phương trình vi phân tuyến tính không thuận nhất bậc nhất và ví hai hai ví dụ các bạn, thì thầy hy vọng là các bạn đã nắm vững phần nào về cơ sở lý thuyết cách giải phương trình này ha. Thì cũng như thường lệ, sau khi mà giảng các bạn lý thuyết xong thì thầy đến cái phần gọi là hướng dẫn giải cho các bạn một số ví dụ trong bài tập về nhà. Thì trong đề bài tập về nhà ở này á, thì thầy chọn đề thứ nhất thầy giải. Thì bài tập nó gồm có 5 câu giải phương trình và một câu là bài tập vật lý. Thì bài tập vật lý trong trường hợp này, trong phần này cũng giống như thường lệ, thầy sẽ không giải các bạn, để các bạn tự suy nghĩ và lên lớp thầy sẽ hướng dẫn. Bài này là mạch điện RL, mạch dao động RL ha. Với cái phương trình vi phân vậy thì đây là phương trình vi phân tuyến tính nè, không thuận nhất nè ha, thấy nè, đây là y phẩy nè, y nè là y nằm bên nè ha, đây là không thuận nhất nè, thì các bạn có thể áp dụng điều kiện ban đầu giải. Thì hy vọng là sau khi mà giải được một số cái ví dụ hai cái bài tập vật lý về bình nước chảy và về biến thiên nhiệt độ, định luật hạ nhiệt của Newton á, thì các bạn có thêm kinh nghiệm giải phần này và thêm hai bài giải bài toán thầy đăng riêng cho các bạn nữa đó. Thì trong đây thì thầy sẽ giúp các bạn giải bài số nhất, giúp bạn giải bài thứ hai, bài thứ ba thì không giải vì đây dạng gì. Các bạn chia qua y phải là bằng 4x cộng 2y chia cho 2x cộng 1. Bài số 3 thì không giải vì nó là phương trình vi phân đẳng cấp hoặc đưa về dạng đẳng cấp gì đó. Đúng không? Tiếp tục sẽ giải bạn bài số 5. 4, bài số 5. Đó. Thì bài đầu tiên là bài này, với đáp số là như vậy. À, thì thường thầy cho phần bài tập số 5 này á, nó hơi nhẹ về phần tích phân lắm. À, thầy quên nói là đối với cái phần phương trình đẳng cấp và đưa về dạng đẳng cấp mà trong hai bài tập về nhà số 3 và số 4 các bạn làm á, thì biến đổi nó không khó, nhưng khó những nặng nề về phần tích phân vì đó tích phân hàm hữu tỉ, hàm phân số. À, còn đến với cái phương trình vi phân tuyến tính không thuận nhất bậc 1, bậc 2, bậc cao cũng vậy, thì cái phần tích phân nó rất đơn giản, nó không khó, nó không xuất hiện ít khi, nó ít khi xuất hiện hàm hữu tỉ. Nhưng tích phân trong những dạng phương trình vi phân tuyến tính không thuận nhất, nó rất hay xuất hiện tích phân từng phần. Nhớ giùm thầy nha, tích phân từng phần ít nhất là 90% xuất hiện trong các bài toán giải phương trình vi phân tuyến tính không thuận nhất. Nhớ giùm thầy cái đó ha, để các bạn xem lại công thức tính tích phân từng phần. Thì đến với cái đầu tiên, bài đầu tiên đơn giản ha, nhưng mà đơn giản nhưng mà thầy vẫn giải cho các bạn. Đây, thì trước khi mà thầy bắt đầu giải thì kiểm tra xem nó là đúng theo nghĩa thuận, đúng theo cái phương trình thuận nhất chưa. À, trước thằng y phải không có gì, ồ tốt quá, không cần phải chia gì cả, đúng không? Y qua một bên, x qua một bên, đúng rồi, như vậy đây phương trình vi phân tuyến tính ít nhất là thuận nhất, là bậc nhất nè ha. Như vậy để giải nó thì bước đầu tiên thầy làm gì? Thầy đi giải cái phương trình vi phân tuyến tính thuận nhất. Đây, có nghĩa là gì? Giải phương trình vi phân tuyến tính thuận nhất. Ồ, thầy đã chia bảng làm đôi ha. Thầy thích gì vậy? Cho đi biết dễ. Có nghĩa là thầy cho cái vế phải bằng 0, nghĩa là thầy có y đơn thuần y phải trừ cho 7y bằng 0. Ra được là y phải bằng 7y. Lúc này thầy trả về y phải là bằng dy chia cho dx ha, sẽ là 7y. Từ đó thầy có thể là phân ly qua, thầy ra được là dy chia cho y là bằng 7 lần dx. Đó. Tới đây thầy mới lấy một câu là gì, lấy tích phân hai vế, đúng không? Lấy nè tích phân hai vế, có nghĩa là thầy sẽ ra được là tích phân của dy chia cho y là bằng tích phân của 7 d dx. Đó, thì tích phân cái hàm đầu tiên sẽ ra logarit nê bê của y, bên này 7 dx sẽ ra là 7x, và cộng trường hợp này nhớ về logarit là thầy đặt là logarit nê bê của c ha. Đó, để muốn tìm ra y, hồi nãy thầy nói là bỏ logarit, nói đơn thuần là bỏ, nhưng mà phép toán bỏ logarit á là lấy e mũ hai vế, thì gọi là để như vậy là y của thầy nè sẽ bằng nè e mũ 7x cộng cho logarit nê bê của c. Thì e mũ đây là có thể tách ra thành là e mũ 7x nè nhân với lại e mũ logarit nê bê của c, thì e mũ logarit nê bê của c chính bằng c, cho nên vì sao chỗ này thầy lấy logarit nè ha, giờ đến y của thầy á là bằng c nhân cho e mũ 7x. Thì đây mới là một bước đầu tiên là nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuận nhất. Còn của mình là không thuận nhất. Như vậy dẫn đến là gì? Mình phải sử dụng bước thứ hai trong quá trình giải là sử dụng cái phương pháp biến thiên hằng số. Đó, thầy viết lại luôn nè. Ha, biến thiên hằng số. Phương pháp biến thiên hằng số nghĩa là gì? C sẽ là một hàm theo x, và y của mình trong trường hợp này á sẽ bằng là
Hồi nãy coi là C nhân E mũ 7x thì sẽ ra được là C sẽ là một hàm theo x là nhân cho E mũ 7x, đúng không? Tới đây, cái nghiệm phương trình đầu tiên của thầy, đây là 7y phẩy trừ cho 7y bằng x, viết lại nha, để giờ nhớ. Cái phương trình thầy có là y phẩy nè, trừ cho 7y nè là bằng bằng x nè. Thì muốn giải này thầy phải làm y phẩy thì đạo hàm hai lần là C phẩy nhân E mũ 7x. Rồi cộng cho 7 nhân cho C nhân cho E7X nữa. Thì tới đây, vì hai ví dụ trước thầy giải các bạn rồi, tới đây thầy mới đơn thuần là gì? Là đạo hàm. Thầy biết rồi, đạo hàm nè. Y nè, hàm. Rồi thay vào phương trình nè. Phương trình nè. Và nè, biến đổi nè. Ta có. Như sao? Vì thầy biết thằng này sẽ mất. Vậy bạn ra. Vì thầy biết thằng này sẽ mất sau khi biến đổi, thầy đơn thầy không biết nó nữa, bằng bên này là x, đúng không? Và cái y phẩy này thầy có đơn thuần là c phẩy nhân e mũ 7x thôi. Vì sao ra như vậy? Vì khi mà đạo hàm có hai thừa, có hai số hạng, một số hạng sẽ triệt tiêu với thằng này, còn số hạng còn lại là c phẩy 7x. Bài nào không tin thì các bạn cứ đạo hàm thay vào nó ra y chang vậy luôn, ha. Thầy biết trước rồi thầy làm vậy cho khỏe. Dẫn đến là tới đây thầy chia qua đây thì ra được là c phẩy của thầy là bằng x nhân cho e mũ trừ 7x. Sau đó thì trả về C phẩy của thầy chính là DC theo D, DX vì đây đạo hàm theo X là bằng X nhân cho E mũ trừ 7X, đúng không? Tới đây thì có DC sẽ là X nhân cho E mũ trừ 7X D, DX. Thì tới đây thầy viết một câu là gì? Lấy tích phân 2, 2 vế. Tức là thầy sẽ có được tích phân của D, DC sẽ bằng tích phân của X nhân cho E mũ trừ 7X D, DX. Đó. Thì tích phân của C ra hằng số C là khỏi nói rồi ha. Còn này, đây là tích phân từng phần. Đó, theo x này nè ha. Thì thầy đặt, thôi thầy viết lại này, tích phân của x nhân cho e mũ trừ 7x D, DX. Thì đây tích phân từng phần, thầy vẽ đây ha. Thì đặt U là bằng bằng x và V sẽ là e mũ trừ 7x D, DX. Đó. Trong trường hợp này đặt cái này thôi, để khi nào? Để khi các bạn đạo hàm du á là bằng dx. Nếu các bạn không đặt u bằng x mà đặt cái này á thì khi mà các bạn thay lại sẽ ra tăng bậc lên làm ra đâu. Còn v của thầy muốn bỏ v, à nhầm dv dv ha, muốn v bỏ v thì phải bỏ dx ra, nghĩa là sẽ lấy tích tích phân cái vế e mũ trừ 7x dx. Mà cái này khi lấy tích phân vô á thì là trừ 1 phần 7 e mũ trừ 7x đó. Thì đây chính là tích phân từng phần, thầy đặt biểu đổi biến này dẫn đến là c của thầy nè sẽ bằng nè U nhân V sẽ là trừ X chia cho 7 nhân cho E mũ trừ 7X trừ cho V DU trừ với trừ thành cộng và cộng cho 1 phần 7 tích phân, đúng không? Đúng rồi, VDU tích phân của E mũ trừ 7X nhân với DX. Thì cái này tính tiếp sẽ ra là trừ nè X chia cho 7 nhân cho E mũ trừ 7X. Cái này tích phân thằng này ra sẽ là trừ 1 phần 7 thêm 1 phần 7 nữa là 1 phần 49 e mũ trừ 7x và cộng thêm cho hằng số C, C1, hằng số tích phân tự do. Đó. Như vậy, sau khi mình dùng phương pháp biến thiên hằng số tính tích phân bằng cách tích phân từng phần, các bạn ra được biểu thức như vậy. Thì muốn viết nghiệm là lấy cái biểu thức này nhân thêm cho e mũ của 7x. Đó. Như vậy, thầy sẽ có y của thầy sẽ bằng C, Cx của thầy sẽ tính ra là bằng trừ cho x chia cho 7 nè, e mũ trừ 7x trừ cho 1 phần 49 vô trừ, biết rõ ra ha. E mũ trừ 7x cộng với hằng số C1 và cái này nhân thêm cho e mũ 7x. Đây, ha. Thì này để dễ cho đẹp á, thầy khuyên bạn nhân vô đây, nhân thêm vô, ha, thì y của thầy sẽ bằng nhân vô đây, e mũ trừ 7x, e mũ trừ 7x mất hết, C1 nhân vô đây, đây C1 nè. C1 nhân cho e mũ 7x này nhân ở đây là em mũ, đây là em mũ không, em mũ không với đoạn một thì là trừ cho x chia cho 7, này nhân vô đây tiếp là trừ cho 1 phần 40 19. Thì đây chính là nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính không thuận nhất đề cho ha. Mày thấy không, bằng nghiệm tổng quát là nghiệm phương trình thuận nhất là trừ cộng thêm nghiệm riêng của nó là đó. Thì đây là cái bài đầu tiên ha, bài đầu tiên nó cũng tương đối không có khó bao nhiêu đâu, quan trọng là chỗ đặt tích phân từng phần chỗ này thôi. Thì thầy hiện hy vọng là các bạn hiểu về phần này. À, thì phương trình phân tuyến tính thuận nhất và không thuận nhất nó không nặng nề về tích phân.
nó chỉ nặng nề với cái phương pháp biến đổi nó dài dòng thôi và rất cẩn thận thôi. Thì ở đây thầy chỉ một cách hay nhất là để không bao giờ bị sai rồi là cái câu này ha, lấy đạo hàm lấy đạo đạo hàm hàm y nè ha, thay vào phương trình biến đổi ta có được này đó, trong thi thì cho phép bạn luôn, miễn sao các bạn làm đúng thôi. Bạn nào không tin có thể tự đạo hàm tự kiểm tra, nó cũng ra được kết quả thôi đó. Thì hy vọng là các bạn có thể xem cái ví dụ này một lần nữa cho kỹ để mà các bạn xem những cái mánh của thầy khi giải bài để các bạn áp dụng giải cho nó tốt ha, để chúng ta có thể đi theo tiếp cái ví dụ thứ hai.